Xin chào các bạn quay lại với channel của mình nha. Hôm nay mình xin chia sẻ là quay bán cái con máy này nha các bạn. Thì máy này là Isuzu 5000 nha các bạn, nằm tại là Đức Hòa, Long An và được bán với giá là 135 triệu nha. Thì máy là có thùng cuốn rơm luôn nha anh em. Đây là hiện trạng của máy Isuzu 5000 nằm tại là Đức Hòa, Long An, và máy và thùng cuốn rơm được bán với giá là 135 triệu. Thì cô chú anh chị các bạn gần xa và anh em nào mà có nhu cầu sử dụng cái máy này á thì anh em liên hệ số điện thoại trên cái phần tiêu đề của video nha. Thì nếu cái số điện thoại trên phần tiêu đề của video này khoảng chừng một tuần hay là 2 tuần mình gửi xuống, hoặc là mình để đã bán hoặc là ngừng cập nhật á, thì tất nhiên là cái máy này một là chủ đã bán rồi, hai là tạm ngừng bán nha bạn, ví dụ là vậy nha. Thế như mình gửi xuống á, thì sẽ là mình sẽ để là nếu mà bán rồi thì mình sẽ để đã bán hoặc là mình để ngừng cập nhật nha các bạn, là trong vòng 1 hoặc 2 tuần tới nha các bạn. Thì đến lúc đó các bạn có xem được video thì các bạn đừng liên lạc lại số điện thoại nữa nha các bạn. Thì mình chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh miễn phí để mỗi khi mình đăng video lên mua bán những cái máy cài và ghe sắt jack sắt giá rẻ thì các bạn có thể mua về sử dụng nha các bạn. Vậy bấm vào nút chuông nha để mỗi mình khi mình đăng video lên thì các bạn có thể cập nhật được ngay nha các bạn. Còn đây là hiện trạng về cái máy này Isuzu 5000 nha. Thì cái video này mình quay cũng không được rõ dữ thì mình xin các bạn thông cảm với mình nha. Thì video này do là anh chủ cung cấp cho mình nha các bạn. Nếu các bạn nào có thật sự thiện chí mua cái máy này á thì có thể liên lạc số điện thoại trên phần tiêu đề và có thể là mình đi xem máy trực tiếp. Thì trong cái đoạn video này thì em cũng có quay là nổ máy, đề nổ máy nha các bạn. Thì các anh em thì xem tới khúc phần giữa thì sẽ có đoạn là quay test động cơ nổ máy nha. Còn nếu mà anh em thiện chí mua thì có thể là đi đến Đức Hòa, Long An thì có thể xem máy trực tiếp thử động cơ số rồi tất cả nha. Máy gồm có máy và cuốn rơm luôn nha, được bán giá là 135 triệu. Thì đây là sơ lược về cái hiện trạng của con máy này nha, đây là thùng cuốn rơm luôn nha. Thì là quay tới phần đùi, hộp số, phần sau và trên đây là cabin. Mui mui thì mình thấy rất chắc chắn nha bạn, thùng cuốn rơm thì cũng còn thấy cũng khá đẹp nha, bánh răng nhông rồi nhìn chèn ngoài với là ti thủy lực được cũng còn rất đẹp nha các bạn. Thì trên hình ảnh là vậy, còn nếu mà các bạn nào thật sự thì chỉ mua có thể là điện gọi điện cái số thoại trên phần tiêu đề và mình có thể là đi xe máy trực tiếp tại là Đức Hòa, Long An. Nguyên bộ máy này được bán với giá là 135 triệu nha, gồm là máy Isuzu 5000 và thùng cuốn rơm nha các bạn. Thì mình chỉ xem trên video vậy thôi, nhưng mà nếu mà các bạn thiện chí mua thì các bạn có thể xem trực tiếp để mình biết tình trạng máy rõ hơn. Thì quay trên video thì nó cũng không có chi tiết như là mình đi xem máy trực tiếp ở ngoài nha các bạn. Thì đây mà đây là soi được bao nhiêu thì mình soi nha. Thì mình chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh miễn phí để mỗi khi mình đăng video lên về bán những cái máy cơ giới phạt lan ghe sắt jack sắt giá rẻ thì các bạn có thể cập nhật để có thể là cần xài thì có mua về sử dụng nha. Còn bây giờ sẽ là test động cơ nha.
Ừ. Ừ. Đi vô đi con.